cần hai tò làng gùl cần hai prang tam tây nguyên rớ đạ tường đạ chó bên tất đạ ra bòn tam tu sổ bòn xuất giớ lơ có túc tú tam róa lát xa cùng về đạ xa chào làng bòn đắp bà tà hớ rớ bòn tam tây nguyên lỡ rớ bà ná kế trồng tầm nàng ghét tơ tạ tó đông trao làng bòn là ngài nũ lỡ bóa xa chất cân hải chờ gó trao làng bòn rớ bòn rịp ở tơ đạ sàng tó chỉ tạm in ông bốn sơ lây gó bóa sang lời bà sao xe hiểu bần há tơ tân hào ân đạ là đù bóa lỡ ní nụn mờ rơ gây trước kia nó là hạn hán thì bà con là cạnh tranh nhau từng giọt nước ấy. Lại từ ngày prang tượng chào làng Pol mà lọ trời thạ kem chào làng Pol hi mà lỡ chất tờ tân nào ân tạ tó chi tâm in tân hớ tò tờ tân nào ghen nàng ghi in ghét niềm đã tó cho làng Pol in ghen tam tú tà ngày gần miu rinh rinh mà bỏ hóa giặt tầng ghít sụp chào làng Pol tờ tân nào nàng ân tạ quang tía bòn chô pran bỏ hóa lớp bần niềm mùa lát tân nào tạ tờ đàng bòn bè tân nào tạ bò bê lại từng ngày là gỡ ân đùa hèn rô mét khối tạ mà ya tút tò gỡ ân gú rít sật lâu khả a lách chi tâm cho lòng bò cùng cơ gúp bớ quân chất trăm tút tuần hèn lộ tầm bà rơi nằm lại khả đà ở hoàn rớ a lách nằm prăng tần ớ cái hiệu là gà tông gà tần gú nớt tần nào tò ghen ân tạ cho lòng bò trở hợp tạ bớ đà âm minh đông chào tầm bồn mờ găm rớ tầm bòn rệp tay cùng ghét sờ. Rà soát lại cả các công trình thủy lợi để duy tu và sửa chữa. Cần hòa lét xin suy tầm róa lỡ rập bòn tạ. Nàng lớp bên nhầm huồn, quả ác trọ, á lá rập bòn. Tần nào, ta kênh hớ cần hòa lét lớp róa mở ấn ý tường về Đồng Nai 3, Đồng Nai 1. Mở ba mở bà ta cơ lưu sinh cho lòng bòn tầm róa lớp xa tần gũ rà lâu. Gít tông nguy prap tìm đã lớt xa mơ tầm cân hai prang quang kế bòn cân hỏa cắt tiền nét đông trao lặng vòl tầm bà ta cân hai prang mơ quân chồng không bị thiệt hại trước tình hình nắng nóng đang diễn biến nghiêm trọng và kéo